Cái khúc này nói về chuyện những người chồng đi nhậu nhẹt buồn cuốn say xưa để mặc cho những người vợ ở nhà, những người bạn gái ở nhà với ông hàng xóm mỏi mòn với ông hàng xóm. Đây là một bài tuy mà anh Ben xém rớt ở nhân tố bí ẩn. Thân vợ đã sai rồi. Là một năm lấy tinh thần nghe cái coi. Một ly ta chưa say đây, rồi vài ly nghe quay quay chuyện ngày xưa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.